Tony Robbins, cuộc đời sẽ trả cho bạn bất cứ giá nào mà bạn yêu cầu. Khi mới bắt đầu sự nghiệp diễn thuyết của mình, Tony Robbins chỉ mới 24 tuổi. Trong một lần tổ chức hội thảo tại Boston, dù chỉ với khoảng 125 người, nhưng trong ấn tượng của mình, đó là hội thảo lớn nhất ông từng tổ chức. Hội thảo chính thức kết thúc vào nửa đêm ngày Chủ nhật. Do vẫn còn nhiều dư âm, nên Tony Robbins quyết định đi dạo một vòng trước khi về khách sạn, đánh một giấc đến ngày hôm sau. Và ông bắt đầu đi qua quảng trường Coldplay. Tony cứ đi, tận hưởng cảm giác tuyệt vời sau những ngày cống hiến hết mình cho công việc. Ông nhìn thấy từ xa có một người đàn ông đang loạng choạng đi về phía mình. Người đàn ông mặc một cái áo choàng, đầu cúi xuống và ôm một cái túi màu nâu. Tôi có thể ngửi thấy mùi từ người ông ấy trước khi tôi đến gần hơn, với kết luận rằng gã này chắc chắn đang say xỉn. Tony thuật lại. Khi người đàn ông càng bước đến gần, Tony tin chắc rằng người đàn ông này sẽ dừng lại và xin tiền mình. Và thường khi chúng ta tập trung vào bất cứ điều gì trong cuộc sống thì việc đó sẽ xảy ra. Ông ta dừng lại trước Tony Robbins, ngẩng đầu và nói với chất giọng khàn khàn. Thưa ông có thể cho tôi vay một đồng xu không? Tony Robbins thầm nghĩ, liệu ông có nên thưởng cho ông ta về cách xin xỏ văn minh này? Trên hết, Tony thấy đây là một người đàn ông tội nghiệp. Vậy là tôi đã hỏi ông ấy, đó là tất cả những gì ông cần, một đồng xu sao? Ông trả lời, đúng thế, chỉ cần một đồng xu thôi, một đồng xu sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Và tôi nói với ông ấy, thật hả? Đúng vậy, chỉ một đồng xu. Thế là tôi lấy từ trong túi mình cái kẹp tiền. Lúc đó tôi còn rất trẻ, chỉ mới bắt đầu thành công. Người cố vấn đầu tiên của tôi là Jim Rohn, một người đàn ông vĩ đại, và Jim từng nói với tôi, Tony, nghe này, con xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, con sở hữu một tư duy tồi tệ và con phải thay đổi điều đó. Con không có tiền thì hãy giả vờ là con có. Hãy bắt đầu rèn luyện bộ não của mình, đặt điều kiện cho nó, tiết kiệm tất cả số tiền của con, lấy ra 3 tờ 100 đô la và đặt chúng ra ngoài số tiền thực mà con có, ngay cả khi con biết rằng mình chỉ có 5 đô la ở giữa. Mỗi lần con lấy kẹp tiền của mình ra, con sẽ thấy bản thân hưng phấn hơn và con sẽ làm việc tốt hơn. Và tôi đã làm thế, tôi lấy kẹp tiền của mình ra và đương nhiên rồi, tôi có 3 tờ 100 đô la ở đó và tôi chắc chắn rằng ông ấy cũng nhìn thấy chúng. Tôi lật từng tờ tiền, cố gắng tìm xem mình có đồng tiền lẻ nào không. Cuối cùng, tôi tìm thấy một đồng xu, tôi lấy nó ra và cất số tiền còn lại vào túi của mình. Tôi để ý thấy ông ấy cứ nhìn tay tôi đưa vào túi quần. Rồi tôi cầm đồng xu, nhìn ông ấy mà nói rằng, thưa ông, cuộc đời sẽ trả cho ông bất cứ giá nào mà ông yêu cầu. Và đưa đồng xu cho ông ta. Thế rồi một việc vô cùng thú vị đã xảy ra. Ông ấy cầm đồng xu, nhìn kẹp tiền đã được cất vào túi quần. Rồi đã nhìn Tony. Vòng lặp cứ lặp lại cho đến khi ông thốt lên, anh thật khó hiểu, và bỏ đi. Lúc đó Tony Robbins đã chợt nghĩ rằng không biết giữa mình, chàng trai 24 tuổi và người đàn ông kia có gì khác biệt. Ở độ tuổi còn rất trẻ, Tony đang theo đuổi công việc mình yêu thích, có sứ mệnh tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách giúp mọi người hoàn thiện mình hơn. Còn đấy là một người đàn ông 60 tuổi, say xỉn trên đường, ngửa tay xin từng đồng xu sống qua ngày. Sự khác biệt là gì? Tôi đã nghĩ rằng có lẽ Chúa đã phù hộ cho mình bởi mình là một người tốt. Rồi tôi lại nghĩ, ồ, còn ông ấy là người xấu sao? Điều đó thật ngu xuẩn. Và tôi chợt nhận ra, chà, có lẽ câu trả lời chính là điều mà tôi đã nói với ông ấy. Đây là một câu chuyện thú vị về sự đối lập giữa thanh niên ở độ tuổi đang lập nghiệp, vừa thành công với hội thảo đầu tiên,
sung sướng vì được làm công việc mình thích. Và một người đàn ông đã hơn nửa đời người, vô gia cư, nghèo đói và say xỉn. Sự tương phản này cho chúng ta thấy rằng con người đều có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống như ý. Nếu mục đích của chúng ta là muốn sống một cuộc đời an nhàn, không phải làm việc nặng nhọc, luôn có đồng ra đồng vào. Câu nói chúng ta lặp lại với mình mỗi ngày là hôm nay tôi chỉ cần một đồng xu thôi. Và thế là chúng ta dễ dàng hài lòng với những gì cuộc sống dành cho mình. Chúng ta sẽ dừng lại ở đó, không thể tiến xa hơn, không thể có những ước mơ lớn hơn, và số tiền chúng ta kiếm được sẽ ít hơn. Nhưng nếu đổi lại, chúng ta say mê với công việc, luôn đòi hỏi những phiên bản tốt hơn của mình và khát khao một cuộc sống giàu có, sung túc hơn, thì cuộc đời sẽ trả cho bạn bất cứ giá nào mà bạn yêu cầu.